sinh Sarah MC thay mặt cho 28 vận động viên ưu tú được kết nạp đoàn trong buổi lễ hôm nay, phát biểu tại nghỉ khi được đứng trong hàng ngũ đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, đoàn là môi trường tiên tiến của chúng ta có điều kiện sinh hoạt sáng tạo và tiếp thu những giá trị tinh thần, luôn là chỗ dựa vững chắc để chúng em phát triển các năng lực của mình. Đoàn như là một người đại diện để bảo vệ, chăm lo cho chúng em thành người góp phần bảo vệ và phát huy quyền lợi của tuổi trẻ. Chúng em ngày nay và mai sau được vinh dự đứng vào hàng ngũ của đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trước cờ tổ quốc, cờ đoàn, trước trang dung Bác Hồ vĩ đại. Chúng em xin hứa chỉ cố gắng học tập phấn đấu trở thành một công dân tốt có ích cho xã hội, nghiêm chỉnh chấp hành điều lệ đoàn, luôn tích cực rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, giúp đỡ mọi người luôn xứng đáng là người bạn tin cậy của thanh niên Việt Nam. Cuối cùng em xin chúc quý vị đại biểu, thầy cô giáo cùng các bạn đoàn viên mới mạnh khỏe, chúc cho buổi lễ thành công tốt đẹp.